khi bác sĩ làm xong cho mình á, thì mình cảm giác thấy là cái cơ mặt của mình á, nó căng lên, rồi hai cái rãnh cười hai bên đó, nó cũng mờ đi, không có thấy nữa. Cái mặt mình nó gọn thon mà nó be lai hơn, rồi những cái nếp nhăn quanh mắt cũng không thấy. Rồi trước kia thì cái da mặt mình nó bị lão hóa, nó trùng, nó chảy xệ, nhưng mà bây giờ làm xong nó nhìn mình nè, trẻ ra cũng 5-10 tuổi luôn. Lúc mà chị đến đây thì chị được bác sĩ là tư vấn rất là kỹ, là được soi da và lên một phác đồ điều trị rất là chi tiết. Lúc chị lên phòng làm thì các bạn chuyên viên ở đây cũng rất là tận tình, mà chị thấy phòng ốc ở đây với máy móc rất là hiện đại, sạch sẽ và khang trang, cho nên chị cũng rất là hài lòng. Và trong lúc làm mình thấy không có đau, chị thấy hơi châm chích chút xíu à, bác sĩ làm cho mình thấy rất là êm, cho nên mình cũng rất là yên tâm. Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,